Hello, xin mến chào quý anh chị em, tất cả mọi người đã đến với chương trình radio trên kênh nhà của mình. Thì vào một buổi sáng ngày hôm nay, nhà của chị Hồng Loan, chị đã cho người đến và lắp thêm camera đặt trước nhà rất là để cho bảo vệ sự an toàn của gia đình. Bởi vì mấy ngày đó xuất hiện những người lạ mặt đến mua hàng với chị trong nhà chị Hồng Loan, xong đi ra trước ngoài trước nhà và đứng quay phim chụp hình gì đó, làm rất là không có được tốt. Bởi vì vậy mà đến ngày hôm nay thì chị Hồng Loan đã cho anh thợ làm camera đến nhà và lắp thêm vài cái nữa. Thì bởi vì vậy mà cái tình thương của quý vị khán giả lúc nào cũng đến ủng hộ mua hàng của chị Hồng Loan rất là nhiều. Nhưng bởi vì bảo vệ cho sự an toàn của gia đình của chị Hồng Loan, nên quý vị có đến mua hàng thì quý vị hãy lột khẩu trang ra để cho chị Hồng Loan và gia đình có thể thấy mặt được những ai vào trong nhà của chị Hồng Loan nha quý vị khán giả. Thì bây giờ nhà của chị Hồng Loan trước nhà đã được đặt mấy cái camera nữa để giám sát cho bảo vệ an toàn hơn, để cho gia đình cùng các anh chị em và các con. Thì trên trang nhà chị Ni cũng chia sẻ với quý vị khán giả chuyện đâu còn có đó. Thì tất cả mọi quy trình thủ tục thì bên chị Ni cũng đã đứng ra và lo liệu cho em gái yêu thương của chị Ni đó quý vị. Thì ngày hôm qua quý vị cũng thấy cái một buổi sinh nhật mà được tổ chức là sinh nhật của chị Bình Tinh. Các anh chị em đến sinh nhật rất là vui. Thì khi mà thấy được khán giả rất là vui cùng với sinh nhật của chị Bình Tinh đó, đến ăn rồi live stream rất là đông. Tuy chị Phương Lê đi ở dưới tỉnh miền Tây về chưa kịp, chị về có dự buổi lễ sinh nhật của chị Bình Tinh về thì hơi muộn chút, nhưng mà các chị em cũng vui vẻ và bên nhau. Thì chị Phương Lê cũng có chia sẻ rằng là em gái Bình Tinh tặng cho chị Phương Lê cái điện thoại iPhone 15 đó quý vị. Đó, tình chị em mà quý vị lúc nào cũng dành cái tình cảm, tình thương. Thì mình thấy được cái sinh nhật của chị Bình Tinh thì anh Nguyên Vũ nè, anh Kim Tử Long, anh Kim Tiểu Long, anh chú Kim Tử Long nữa, rồi con gái của chú là chị Mây Ca, vợ chồng anh Linh Tý đó, rồi chị Ni, chị Phương Lê, rồi chị Hồng Loan, rồi anh Hải chồng của chị Hồng Loan, rồi bác sĩ nữa, bác sĩ mà điều trị bệnh cho cha của chị Hồng Loan đó. Tất cả anh chị em dự một buổi sinh nhật rất là vui và ấm áp tình yêu thương. Như vậy thôi quý vị, ngày hôm nay trên kênh nhà của mình muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Rồi, nên một lần nữa xin cảm ơn cái tình thương của quý vị đã lúc nào cũng đến để mua hàng ủng hộ cho con gái yêu thương của cô nghệ sĩ Vũ Linh. Dẫu biết rằng chú Linh đã đi xa, nhưng mà chắc có lẽ rằng chú cũng sẽ luôn phù hộ và gia hộ cho con gái yêu thương của chú là con gái bé nhỏ Võ Thị Hồng Loan cùng với gia đình các cháu của chú. Khi thời sinh thời, chú Linh thương con gái của mình bao nhiêu, thì bây giờ chú đã mất đi, cái tình thương của chú có lẽ rằng ở nơi đâu cũng sẽ luôn phù hộ và gia hộ cho Võ Thị Hồng Loan là con gái của chú. Thì bên cạnh đó thì lúc nào cũng hai cái người chị trợ thủ đắc lực nhất là chị Phương Lê và chị Hồng Loan lúc nào cũng đứng ra để binh vực lẽ phải, cái công lý, cái cán cân của cuộc đời này. Hai chị luôn đồng hành chung tay để ủng hộ cho em gái Hồng Loan. Và giờ đây chị Hồng Loan bán nước yến uống rất là bổ, anh chị em cùng mua nhiều nha.
hẹn gặp lại mọi người ở trên nhà radio tiếp theo nha mọi người.